chào cô chú anh chị. Một đoàn xe hôm bữa từ Tây Ninh về. Bà nay nhiêu tuổi rồi bà? 87 tuổi. 87 tuổi rồi. 1937. Dạ. Bà đi bằng cái phương tiện gì bà lên đây hả bà ha? Đi tàu bích. Xe buýt nè, xe buýt nè. Giỏi vậy. Cũng hỏi công tiền, xuống cũng hỏi công tiền. Dạ. Bởi vì tôi có cái thẻ trợ cấp trợ giá. Dạ. Tức là già rồi, 60 tuổi trở lên thì khỏi có lấy tiền. Dạ, 70 mấy tuổi mà bà còn đi xe buýt giỏi mà lên chùa Hoằng Pháp được là mừng lắm á nha. Đâu có lên thì cũng lại Phật. Dạ. Rồi lại Bồ Tát. Rồi thẳng một câu nè, thấy nó từ nẹp cho nó ăn. Cái nó bu rồi. Dạ. Đó. Phía bên trong chùa Hoằng Pháp của chú anh chị, buổi trưa nay thì ngày 7 tháng 8 vào lúc 11 giờ thì buổi trưa hôm nay thì mình thấy hiện tại rất là vắng. Buổi trưa thì hôm nay thì cũng hơi vắng Phật tử cũng như là khách đến viếng chùa của chú anh chị. Phía bên đây thì phía bên tay phải màn hình thì có một tượng Phật và một cái hòn núi rất là đẹp luôn. Những cái tảng đá xếp chồng lên nhau hình thành một cái núi nhỏ ở cái khu vực này rất là đẹp luôn. Còn phía bên khu vực bên đây thì là những cái ngọn nến mà Phật tử đến đây để thắp hương và cúng kiến ở cái khu vực này nè cô chú anh chị. Phía bên đây là hình như là em thấy bông này là cũng là Phật tử với lại khách đến đây để viếng cũng như là cúng Phật và sẽ để vào bên trong cái chậu này. Thì cô chú anh chị mà hồi nãy em thấy cô có một số cô chú anh chị khi viếng chùa xong cô chú anh chị đi về thì hình như là cô chú anh chị có thỉnh một cái bó bông như vậy, hình như là để về nhà mình trưng á cô chú anh chị. Phía trên bàn cúng thì em thấy có một quả dừa được gọt hình bông sen rất là đẹp luôn. Một quả dừa được gọt hình bông sen rất là đẹp. Bà nay nhiêu tuổi rồi bà? 87 tuổi. 87 sinh tuổi năm rồi. 1937. Dạ. Bà đi bằng cái phương tiện gì bà lên đây hả bà ha? Đi tàu bích. Xe buýt nè, xe buýt nè. Giỏi vậy. Cũng hỏi công tiền, xuống cũng hỏi công tiền. Dạ. Bởi vì tôi có cái thẻ trợ cấp trợ giá. Dạ. Tức là già rồi, 60 tuổi trở lên thì khỏi có lấy tiền. Dạ, 70 mấy tuổi mà bà còn đi xe buýt giỏi mà lên chùa Hoằng Pháp được là mừng lắm á nha. Đâu có lên thì cũng lại Phật. Dạ. Rồi lại Bồ Tát. Rồi thẳng một câu nè, thấy nó từ nẹp cho nó ăn, cái nó bu rồi. Dạ. Đó. Ủa, bà cho không? Bà cho ăn bằng hộp đậu phộng nấu hả? Đậu phộng người ta nấu ngoài mua. Dạ. Có tôi còn có khi tôi có bánh mì, tôi đem bánh mì lên tôi xé chút cho nó ăn hết vậy đó. Mà hãy nó gặp tôi cái nó bu rồi. Có mấy con nó bay xuống đấy, rồi cho nó ăn cái bao nhiêu con nó bay lại đó, rồi nó ăn no rồi cái nó bay lên nó ngủ lại. Dạ. Một tháng thì bà đi tầm khoảng mấy lần ở chùa Hoằng Pháp? Nhiều lần rồi. Nhiều lần hả? Một tháng đi nhiều tôi, lần. Tôi hồi đó tôi tu ở chùa Hoằng Pháp nè. Dạ. Thầy đặt cho tôi cái tên ni gót chữ ni. Dạ. Ni tâm tức là tức là tôi tên tâm.
Dạ. Rót trên đây thì tức là thầy cho tôi vô cái hội tu rồi đó. Dạ. Tu có một ngày à, rồi thầy nói thôi người nào là nữ thì rót chữ ni, còn người nào là nam thì rót chữ gì đó không biết, tôi không biết. Dạ. Thì tôi cứ lấy cái ni tâm này tôi đi làm ăn. Đi làm ăn có nghĩa là đi tới đâu cũng xin Phật, xin Bồ Tát, xin lại Phật, lại Bồ Tát gì đó cho bình an. Dạ. À, hồi nãy bà mua cái bịch đậu phộng này nhiêu tiền? 10.000 là bà lọc hết cho mấy bồ câu ăn luôn ha. Ăn hết rồi, bây giờ muốn cho nó ăn nữa thì mua nữa. Dạ. Tôi lộn mỏi tay quá, tôi không có gì lộn. Dạ. Còn nhiều không, để con lộn phụ cho. Sắp hết rồi, còn mấy hộp nữa. Tôi lấy cái này là tôi dập nó được rồi, rồi tôi bẻ ra. Bây giờ hết rồi, tôi muốn cho nó ăn nữa, tôi ra mua 10.000. Là một ngày 10.000. Bà đến đây là một tháng bà lên mấy lần? Đâu có thì hai ba lần gì đó, ví dụ thỉnh thoảng ngày rằm, ngày gì, ngày cúng, ngày gì tôi lên chủ ý là lại Phật, lại mẹ Quan Âm vậy đó, rồi gặp mấy đứa này cho nó. Dạ. Mà mấy bà quét đó, mấy bà thấy dơ giấy cái mấy bà la cái, cho nên tôi ăn xong rồi tôi lộn tôi bỏ cho nó sạch sẽ, đừng để mấy bà la. Mấy bà nói nó ỉa. Dạ. Làm dơ thì bà quét chứ gì đâu. Dạ. Vậy con chúc bà được nhiều sức khỏe nha bà. Dạ cảm ơn con. Dạ. Rồi có mấy đứa nhỏ nó đi chùa đó, nó thấy tôi vậy cái nó lại nó bắt trước. Dạ. Thôi con cảm ơn bà rất là nhiều, lòng từ bi của bà đã đến với chùa Hoằng Pháp và đã đến những chú bồ câu rất là dễ thương. Con chúc bà nhiều sức khỏe. Dạ cảm ơn. Và an lạc trong cuộc sống ha. Dạ. Buổi trưa nay thì Quân thấy có đoàn xe nè của một người cô mặc áo của thầy Xuân Minh Tuệ. Cô chú anh chị, một đoàn xe hôm bữa từ Tây Ninh về. Cô chú anh chị, nay thì buổi trưa nay cũng có cô chú Phật tử nè, về cũng đông nè. Hiện tại giờ cũng có cô chú về đó. Lúc nãy thì chắc có thể là Quân đi trời hơi đứng bóng á, thì cũng có nhiều cô chú ra vào á, thì nên hơi vắng lặng tí xíu. Thật sự thì mình cũng rất là vui cô chú chị. Thì hiện tại bây giờ thì cũng có một số ngôi chùa, một hai ngôi chùa gì đó là cấm quay phim, cấm chụp ảnh khi vào bên trong cái ngôi chùa, khu viên của ngôi chùa. Cũng có bảo vệ và người canh giữ là không có cho quay phim, chụp ảnh bất cứ gì liên quan đến lại là chụp hình quay phim là đều không cho. Nhưng mà điều đặc biệt thì ở chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn, Sài Gòn thì mọi người là tự do hết, mọi người là có thể là chụp ảnh, chụp hình quay phim gì đó tùy thích để về làm kỷ niệm gia đình khi mà mình đến đây để mình viếng chùa và lại Phật ở bên trong cái khu viên của chùa Hoằng Pháp ở Hóc Môn. Tự do đi lại rồi tự do chụp ảnh thoải mái, không phải mà sợ một cái cản trở nào ở như ở một hai ngôi chùa kia mà cấm quay phim chụp ảnh. Ở đây thì cô chú anh chị hiện tại thấy là không có một bất kỳ một cái tấm bảng nào mà để chữ là cấm quay phim chụp ảnh hết. Ở đây là điều cho chụp ảnh. Tại vì khi mà đến một cái ngôi chùa mà không có một cái áp lực nào, không một cái sự ràng buộc nào, thì cô chú anh chị khi mà mình đi thắp hương cũng như là viếng chùa thì mình rất là thoải mái luôn. Cô chú cũng có thể là chụp ảnh thoải mái về làm kỷ niệm, rất là thoải mái luôn. Còn khi mà đến những cái ngôi chùa mà khi mà bước vào và để cái tấm bảng là cấm chụp hình quay phim đó, thì cô chú anh chị thấy cũng hơi ngao ngán.
ngao ngán thì cái cảm giác của mình nó sẽ không có được vui cô chú anh chị. Tại cũng nhiều cô chú anh chị mà khi mà Quân thấy á, cô chú anh chị hay đi chùa, cô chú anh chị cũng hay chụp ảnh, chụp gia đình, chụp ảnh làm kỷ niệm. Đó thì có thể là hôm nay á, Quân đến chùa Hoằng Pháp á, thì trước tiên thì Quân có lại Phật, thăm lại cái ngôi chùa Hoằng Pháp. Thì ngày trước Quân cũng cách đây khoảng hơn 10 năm rồi Quân đã từng đi rồi. Và hôm nay cái cảnh vật thì mình quay trở lại thì cũng khác ngày xưa cũng rất là nhiều. Khác ngày xưa rất là nhiều, nhưng mà cái điều vui ở đây á, thì chùa Hoằng Pháp này đều cho chụp ảnh quay phim, không phải như là một hai ngôi chùa kia. Nên mình cũng cảm thấy rất là tự hào khi đến ngôi chùa Hoằng Pháp. Đó, thì Quân cũng cảm ơn cô chú anh chị mình đã đồng hành để xem hết cái video bên trong ngôi chùa Hoằng Pháp ha cô chú anh chị. Có thể là hôm nay em đi không có đúng ngày nên cũng hơi vắng cô chú anh chị. Thì cũng có cô chú anh chị cũng ra vào thì cũng thường xuyên á, nhưng mà không có gọi là đông ha cô chú anh chị. Đó, thì Quân cũng cảm ơn cô chú anh chị rất là nhiều luôn, rất là yên tĩnh luôn cô chú anh chị.